Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng vừa đấu tranh thành công chuyên án tín dụng đen trên địa bàn. 13 đối tượng liên quan được triệu tập đến cơ quan công an để đấu tranh làm rõ hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất từ 250% đến 365% một năm. Theo đó, rạng sáng ngày 8 tháng 1 năm 2021, lực lượng chức năng đã chia thành 10 tổ công tác đồng loạt kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp 10 điểm là nơi ở của các đối tượng cho vay lãi nặng tại các địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và thị xã Ba Đồn. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 3 sổ ghi chép, 9 thẻ ATM, hơn 60 triệu tiền mặt và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng như sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe. 13 đối tượng đã được triệu tập đến cơ quan công an để đấu tranh khai thác. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ năm 2019 đến nay đã cho khoảng 200 người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay với số tiền trên 1 tỷ đồng với lãi suất từ 250% đến 365% một năm. Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an thành phố Nha Trang vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Tiến, sinh năm 1986, thường trú xã Vĩnh Ngọc, là kẻ đã gây ra vụ cướp tài sản cùng một tài xế xe ôm công nghệ vào ngày 4 tháng 12 năm ngoái tại khu vực xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. Theo đó, chiều tối ngày 4 tháng 12 năm 2020, đối tượng Tiến đem theo một con dao đi tìm mục tiêu ở thành phố Nha Trang để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Tại đây, Tiến thấy một thanh niên chạy xe ôm công nghệ GrabBike đang chở khách nên lại gần yêu cầu người này chở đến khu vực cầu Ké, xã Vĩnh Hiệp. Khi vừa qua cầu Ké khoảng 300m, Tiến đã rút dao kề lên cổ của lái xe, khiến cả người và xe ngã xuống đường. Tuy nhiên, lái xe ôm đã kịp thời rút chìa khóa xe và chạy về phía nhà dân truy hô nên Tiến bỏ chạy. Vì lo sợ cơ quan công an phát hiện, ngày hôm sau Tiến đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang đã khởi tố vụ án hình sự và khẩn trương truy tìm đối tượng gây án. Đến ngày 9 tháng 1 năm 2021, các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố Nha Trang đã phát hiện và bắt giữ được Lê Văn Tiến tại trước chung cư An Sương, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hàng chục hộ dân ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng hiện phải sống chung với ô nhiễm, hôi thối và ruồi muỗi phát sinh từ một bãi rác lên đến gần 30.000 mét khối. Đáng nói, bãi rác này hình thành do công ty cây xanh Đà Nẵng lấy lý do tập kết tạm rác cây xanh do mưa bão gây ra để xử lý. Nhưng hơn một năm qua, rác thì ngày càng chất đống, ô nhiễm kéo dài. Còn xử lý thì công ty này lại đang kiến nghị cần tiền hỗ trợ từ thành phố thì mới làm được. Đây là hình ảnh một bãi rác cây xanh đã tồn tại cả năm nay. Một núi rác khổng lồ nằm ngay giữa khu dân cư. Theo người dân địa phương, nơi này trước đây là đất trống, nhưng một năm trở lại đây, công ty cây xanh liên tục đem rác cây xanh về tập kết và dần trở thành một bãi rác khổng lồ. Kéo theo đó là nguy cơ cháy nổ về mùa khô và bùn nhầy, hôi thối, ô nhiễm vào mùa mưa. Vào mùa mưa thì bây giờ những cái lá cây nó mục xuống đó, thì có mùa hôi thì đi gần đó mới hôi thôi. Đúng chưa? Còn bình thường thì ví dụ như có những cái con bù hóng bù đồ thì cái lớp nó thì nó phải sinh đâu, cái điều tất nhiên cây cấu nó rậm rạp mà. Tôi thấy đây là vấn đề mà gây bức xúc cho làng xóm. Về thứ nhất là dễ bị cháy nổ, cái thứ hai là ô nhiễm môi trường. Việc công ty cây xanh tự ý tập kết rác thải tại khu dân cư này đã diễn ra hơn một năm qua. Ủy ban nhân dân xã Hòa Phước cũng đã nhiều lần kiến nghị về việc di rời bãi rác ra khỏi khu vực dân cư. Thế nhưng, đến nay thì bãi rác vẫn tồn tại và ô nhiễm vẫn diễn ra mà đơn vị cây xanh cũng không có giải pháp xử lý tạm thời nào. Nhận được nhiều ý kiến của người dân phản ánh về khu vực này là thứ nhất là rác tập kết về đó, thứ hai là gây cái ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và đồng thời là nguy cơ cháy nổ. Thì địa phương cũng rất mong các cơ quan của thành phố sớm triển khai cái hạt di dời cái bãi tập kết rác tạm này ra khỏi khu vực. Sở cũng sẽ báo cáo lại lãnh đạo thành phố để có một cái bãi tập kết, vì hiện nay nó cũng là vấn đề phát sinh trong quá trình mà chúng ta xử lý các tự chống bão của thành phố cũng như của các quận huyện, mà không xử lý thì về lâu về dài nó sẽ là vấn đề môi trường và vấn đề cháy nổ. Theo công ty cây xanh, đây là số rác cây xanh phát sinh do mưa bão và hiện nay công ty đã kiến nghị với thành phố hỗ trợ 5,8 tỷ đồng để xử lý. Được biết, bãi rác này giờ đã lên đến hơn 30.000 mét khối trên tổng diện tích gần 1 hectare ngay trong khu dân cư là sai quy định về xử lý rác thải đô thị hiện nay. Cách đây hơn 10 năm, hàng chục hộ dân xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã di cư vào Đắk Nông sinh sống và thành lập lên làng Giao, nay thuộc thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mi, Đắk Nông. Đến nay, ngôi làng này đã có gần 50 hộ với khoảng 300 nhân khẩu sinh sống ổn định. Thế nhưng, nỗi khát khao một ngày được có điện đã đeo bám người dân nơi đây đằng đẵng suốt nhiều năm. Đêm dần xuống cũng là lúc mà người dân ở đây đang đấu điện từ bình ắc quy đến những bóng đèn như thế này.
Và đây cũng là cách duy nhất để người dân thắp sáng cho ngôi nhà của mình trong hơn chục năm qua. Những năng lượng từ bình ắc quy này cũng chỉ đủ cho một bóng đèn sáng trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Những thiết bị điện gia dụng này được ông Triệu Văn Hùng mua về với số tiền hơn 20 triệu đồng. Lâu ngày không dùng, tất cả bị đóng nhiều lớp bụi, hoen rỉ và không biết đến khi có điện thì những thiết bị này có còn sử dụng được hay không. Thấy của dân khu vực đây là chưa có điện, thì thấy nhà nước nói hứa bảo là năm ngoái là có điện thì mới sắm về thì để bảo có điện thì mình sử dụng, mà không có thì cứ bỏ này thôi. Cái này là không biết còn được hay không nữa đây này. Tốn tiền thôi, chẳng được cách tốt dụng gì hết. Dân vào đây mười mấy năm rồi mà rất là vất vả. Năm 2007, gia đình chị Đặng Thị Nảy cùng hàng chục hộ dân khác vào đây để làm kinh tế mới. Bên cạnh canh tác nương rẫy ra thì chỉ mở thêm quán tạp hóa này, những mong sẽ kiếm thêm ít thu nhập để trang trải cuộc sống. Nhưng rồi lại không buôn bán được vì không có điện. Cuộc sống và sinh hoạt của gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hình như 16 năm hay 15 năm rồi đó mà không có điện. Ở đây buôn bán thì cũng khó lắm, không có điện mà không có đồ lạnh bán, với lại nhiều người mà vô hỏi đồ lạnh mà không có thì họ cũng đâu có mua đâu, họ đi luôn mà. Khổ lắm. Với lại con em ở đây đi học á, về là không có điện mà để học bài, ôn bài á. Buổi sáng học, về nhà đi buổi chiều học, học phải làm bài. Buổi tối không có điện, không học được bài. Nếu như ở nhiều nơi, điện được sử dụng để tăng hiệu quả sản xuất, giúp người dân các địa phương, vùng miền kết nối văn hóa với nhau, thì tại làng Giao, dù không phải vùng sâu, vùng xa, chỉ cách đường Hồ Chí Minh khoảng 8 km, nhưng đến nay người dân vẫn đang còn phải sống trong cảnh đèn dầu, điện bình ắc quy. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại vụ sạt lở kinh hoàng vào cuối tháng 10 năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và đã làm cho 95 ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn, hàng trăm hecta đất lúa hoa màu thiệt hại, nhiều công trình giao thông, hạ tầng thiết yếu gần như bị xóa sổ. Sau khi thiên tai đi qua, chính quyền địa phương đã khẩn trương khảo sát, chọn vị trí, lấy ý kiến của người dân, các cơ quan chức năng và nhà khoa học để bố trí khu tái định cư mới, vừa đảm bảo an toàn, vừa phù hợp với tập quán và sản xuất của người dân, đảm bảo trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, bà con có nhà ở mới. Trở lại Trà Leng những ngày này, không khí tang thương dường như đã phần nào dịu vơi. Những cơn mưa kéo dài và cả cái lạnh buốt của núi rừng vẫn không ngăn được tinh thần làm việc khẩn trương tại công trình khu tái định cư mới Trà Leng. Tất cả những người có mặt tại đây đều quyết tâm hoàn thành khu tái định cư để bà con đón Tết Nguyên đán trong những ngôi nhà mới. Bà con cũng rất phấn khởi, rất vui mừng, mong muốn về nơi ở mới. Tuy nhiên thì trong ý kiến bà con vẫn còn băn khoăn, rất là mong muốn là có cái bờ kè để cho nó an toàn lâu dài hơn. Khu tái định cư Trà Leng đã khởi công gần 20 ngày qua với diện tích 6 hecta tại thôn 2, xã Trà Dơn. Tiếp sau đó, ngày 5 tháng 1 vừa qua, huyện Nam Trà My cũng khởi công khu tái định cư mới tại Nắp Ông Sinh, thôn 1, xã Trà Vân, Nam Trà My. Trước mắt sẽ gấp rút xây dựng nhà cho 7 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm nay. Tương lai mình rất vui, vui mừng và phấn khởi để có con đường làm ăn tiếp, để mà xây dựng những cuộc sống đã mất trước đây. Ổn định bà con vào chỗ ở thì cũng đầy đủ, ví dụ nhà bếp, công trình vệ sinh nó tương đối hoàn chỉnh, để bà con có đón một cái Tết nó an lành, an vui. Tôi hy vọng là với cái tiến độ này thì chắc chắn trước Tết công trình nhà kiên cố cho bà con sẽ được hoàn thành. Trước mắt, huyện Nam Trà My sẽ hỗ trợ kinh phí làm nhà cho các hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn tại khu tái định cư mới với mức 150 triệu đồng một hộ từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn ủng hộ của mạnh thường quân cả nước. Thi công xong mặt bằng, chính quyền địa phương sẽ tập trung đầu tư hạ tầng dân sinh như điện, nước, sinh hoạt, nhà sinh hoạt văn hóa, đường giao thông để bà con sớm ổn định cuộc sống.